Video nhá hàng cho các bác nhé, nên lại làm một cái video để giới thiệu hàng cho các bác này. Nên về được hai con băng tải nhé các bác, hai con băng tải này, một cái hai con mâm xoay nhé các bác, mâm xoay rất là đẹp, nhôm thì anh em vẫn còn này. Cái bàn dập này anh em sẽ lại về bàn dập nhé các bác. Đó, một ít lưới này, cái lưới inox này, chân máy nhé, chân máy nhôm sắt, đó, chân cũ vẫn còn, chân mới cũng còn nhé các bác, chân mới mới về được vài cái thôi, đó. Và một ít hàng thì em sẽ xả rẻ hơn nhé các bác, dù những cái trục này nó vừa xấu này, em xả nó rất là rẻ này, hàng em bỏ quên nhé các bác, một ít trục này, đó, rất nhiều đồ linh tinh, đó, những cái cặp dây này em vẫn còn nhé các bác. Nam châm này, nhiều thứ lắm. Và đặc biệt hôm nay em về được hai con nguồn nhé, hai con máy cấp nguồn, em gọi là máy cấp nguồn, còn các bác gọi là cái gì gọi, nhưng mà nó là cái nguồn đa năng đã chỉnh từ 0 cho đến 30V, nhưng mà thực tế nó lên được 36-37V, sau khi em phim cho các bác nhé. Đó, các bác chốt được gì trước thì cứ chốt nhé, hẹn các bác khoảng độ 8 giờ video.